Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Văn hóa Việt ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bản tin hôm nay xin gửi đến quý vị những tin tức văn hóa đáng chú ý sau đây. Ban tổ chức cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 trao 19 giải thưởng xuất sắc nhất cho các nhà báo và giảng viên báo chí. Năm họa sĩ trong một gia đình tổ chức triển lãm mang tên Home với những tác phẩm đặc biệt có chủ đề về ký ức và gia đình. Người Tày Nùng ở tỉnh Lạng Sơn gìn giữ điệu múa sư tử mèo, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được công nhận từ năm 2017. Một triển lãm hiếm có đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Hiếm có bởi đây là một triển lãm chung của năm họa sĩ mà tất cả đều là các thành viên trong một gia đình. Home, cái tên của triển lãm đã nói lên tính chất đặc biệt đó. Các tác giả tham gia triển lãm là họa sĩ Hoàng Định cùng các con Hoàng Minh Thủy, Hoàng Trúc Anh, Hoàng Nguyễn Khánh Linh và Hoàng Khánh Nguyên. Triển lãm hôm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sinh nhật họa sĩ Hoàng Định 70 tuổi, hướng đến chủ đề sáng tác chung về ký ức và gia đình. Họa sĩ Hoàng Định cho ra mắt chuỗi 15 tác phẩm sơn dầu và sơn mài mới nhất về phố Hà Nội, nơi ông có nhiều năm sinh sống và gắn bó. Hà Nội hiện ra trong tranh của ông không còn là những cảnh sắc hiển hiện như lối chung vẫn thường thấy ở mọi người, mà ở đây là những tín hiệu thị giác quyến rũ, đầy mộng mị, được phóng chiếu từ con mắt siêu thực trừu tượng một cách nhuần nhuyễn. Trong khi đó, bốn người con của họa sĩ lại mang tới triển lãm 21 tác phẩm sơn dầu về phong cảnh, trừu tượng và chân dung, rất nhẹ nhàng, trong trẻo. Triển lãm hôm thu hút đông đảo người xem và tạo cho họ ấn tượng đặc biệt, không chỉ đến từ các bức tranh, mà còn bởi rất hiếm có gia đình nào đông họa sĩ đến thế mà lại tổ chức được một triển lãm chung. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2023.